Mến chào các em. Hôm nay thầy tiếp tục hướng dẫn các em học phân môn luyện từ và câu, sách giáo khoa trang 118, trang 119. Để tiết học này đạt hiệu quả, thầy có một số lưu ý đối với các em như sau. Thứ nhất, các em cần chuẩn bị tốt các đồ dùng học tập như sách giáo khoa, vở bài tập, bút mực, bút chì, thước kẻ. Thứ hai, các em cần ngồi học ngay ngắn, ngồi nơi đảm bảo đủ ánh sáng và cần tập trung lắng nghe thầy giảng bài nhé. Bây giờ, trước khi vào học bài mới, thầy cùng các em ôn lại kiến thức cũ. Thầy có hai câu hỏi. Một, thế nào là tính từ? Hai, em hãy đặt một câu có sử dụng tính từ. Thầy mời các em cùng trả lời hai câu hỏi trên. Các em đã trả lời được chưa? Và đây là câu trả lời của thầy. Một, tính từ là những từ miêu tả đặc điểm hoặc tính chất của sự vật, hoạt động, trạng thái. Hai, ví dụ, bạn Mai rất thông minh. Các em chú ý cho thầy từ thông minh, đó chính là tính từ. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em học một bài mới. Đó là bài Mở rộng vốn từ, ý chí nghị lực. Bài học hôm nay gồm các mục tiêu sau. Biết thêm một số từ ngữ, kể cả tục ngữ, từ Hán Việt, nói về ý chí, nghị lực của con người. Bước đầu biết xếp các từ Hán Việt có từ chí theo hai nhóm nghĩa. Hiểu nghĩa từ, nghị lực. Điền đúng một số từ, nói về ý chí, nghị lực vào chỗ trống trong đoạn văn. Hiểu ý nghĩa chung của một số câu tục ngữ theo chủ điểm đã học. Để đạt được mục tiêu bài học, các em cần phải thực hiện các bài tập sau. Bài tập 1, bài tập 2, bài tập 3 và bài tập 4. Bây giờ, thầy mời các em bước vào bài tập 1. Xếp các từ có tiếng chí sau đây vào hai nhóm. Chí phải, ý chí, chí lý, chí thân, chí khí, chí tình, chí hướng, chí công, quyết chí. Hai nhóm đó là chí có nghĩa là rất, hết sức, biểu thị mức độ cao nhất. Mẫu, chí phải. Chí có nghĩa là ý muốn bền bỉ, theo đuổi một mục đích tốt đẹp, thì có mẫu là ý chí. Bây giờ, thầy mời các em cùng thực hiện nhé. Các em đã thực hiện xong chưa? Bây giờ, thầy mời các em nhìn lên màn hình cùng sửa bài với thầy nhé. Từ chí lý là rất, tức là rất hợp lý đó nhé các em. Chí thân là rất thân, là bạn bè rất thân chẳng hạn. Chí khí là cái ý muốn bền bỉ theo đuổi một cái mục đích tốt đẹp. Chí tình là rất là tình nghĩa, rất là có tình. Chí hướng cũng là cái ý muốn theo đuổi một cái mục đích tốt đẹp nào đó. Chí công
có nghĩa là rất công bằng. Quyết chí là thể hiện cái sự quyết tâm, cái ý muốn theo đuổi một cái mục đích nào đó. Thầy vừa cùng các em sửa bài xong bài tập 1, bạn nào có bài làm giống như thầy, thầy có lời khen các em. Vậy thì qua bài tập 1, các em hiểu thế nào là ý chí? Ý chí là gì các em? Và đây là câu trả lời của thầy. Ý chí là khả năng tự xác định mục đích khó khăn để vượt qua. Thầy mời các em đọc lại câu trả lời. Chúng ta vừa tìm hiểu xong về ý chí. Vậy còn nghị lực là gì? Thầy mời các em bước sang bài tập 2. Ghi dấu ít vào ô trống trước dòng nêu đúng nghĩa của từ nghị lực. A. Làm việc liên tục, bền bỉ. B. Sức mạnh tinh thần làm cho con người kiên quyết trong hành động, không lùi bước trước mọi khó khăn. C. Chắc chắn, bền vững, khó phá vỡ. D. Có tình cảm rất chân tình, sâu sắc. Thầy mời các em ghi dấu ít vào dòng nêu đúng nghĩa của từ nghị lực nhé. Các em đã ghi dấu ít xong chưa? Và đây là câu trả lời của thầy. Em nào ghi dấu ít đúng như câu trả lời của thầy, thầy có lời khen nhé. Vậy thì các em hiểu thế nào là nghị lực? Và đây là câu trả lời của thầy. Nghị lực là sức mạnh tinh thần làm cho con người kiên quyết trong hành động, không lùi bước trước mọi khó khăn. Thầy mời các em đọc lại nhé. Tiếp theo, thầy mời các em bước sang bài tập 3. Điền vào chỗ trống những từ thích hợp trong ngoặc đơn. Nghị lực, quyết tâm, nản chí, quyết chí, kiên nhẫn, nguyện vọng. Các em chọn các từ trong ngoặc đơn, điền vào các chỗ trống trong đoạn văn. Thầy mời các em cùng thực hiện. Các em đã điền xong chưa? Bây giờ thầy mời các em nhìn lên màn hình cùng sửa bài với thầy nhé. Từ thứ nhất, nghị lực. Từ thứ hai, nản chí. Từ thứ ba,
quyết tâm. Từ thứ tư, kiên nhẫn. Từ thứ năm, quyết chí. Từ cuối cùng, nguyện vọng. Bạn nào điền đúng với kết quả của thầy, thầy có lời khen các em rất nhiều. Bây giờ, thầy đọc đoạn văn, còn các em theo dõi nhé. Nguyễn Ngọc Ký là một thiếu niên giàu nghị lực, bị liệt cả hai tay. Em buồn nhưng không nản chí. Ở nhà em tự tập viết bằng chân. Quyết tâm của em làm cô giáo cảm động, nhận em vào học. Trong quá trình học tập, cũng có lúc Ký thiếu kiên nhẫn, nhưng được cô giáo và các bạn luôn tận tình giúp đỡ, em càng quyết chí học hành. Cuối cùng, Ký đã vượt qua mọi khó khăn, tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng. Nguyễn Ngọc Ký đạt nguyện vọng trở thành thầy giáo và được tặng danh hiệu cao quý nhà giáo ưu tú. Thầy mời các em đọc lại đoạn văn trên. Bây giờ, thầy mời các em quan sát một số hình ảnh về thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký. Đây là hình ảnh thầy lúc còn trẻ nhé các em. Thầy đang làm việc với chiếc máy tính. Thầy đang nghe điện thoại. Thầy đang đọc báo. Thầy đang viết chữ. Đó là một số hình ảnh về thầy Nguyễn Ngọc Ký. Tiếp theo, thầy mời các em bước sang bài tập 4. Mỗi câu tục ngữ dưới đây khuyên ta điều gì? A. Lửa thử vàng, gian nan thử sức. B. Nước lã mà vã nên hồ, tay không mà nổi cơ đồ mới ngoan. C. Có vất vả mới thanh nhàn, không dưng ai dễ cầm tàn che cho. Bây giờ, thầy mời các em suy nghĩ câu thứ nhất về điều khuyên của câu tục ngữ này. Thì mời các em xem điều khuyên của câu tục ngữ này nhé. Câu tục ngữ lửa thử vàng, gian nan thử sức. Khuyên người ta đừng sợ vất vả, gian nan. Gian nan vất vả, thử thách con người, giúp con người vững vàng, cứng cỏi hơn. Và thầy muốn giới thiệu các em về điều khuyên này một cái tranh. Đây là cậu bé Nguyễn Hiền. Cậu không ngại vất vả gian nan. Để cuối cùng, cậu đã thi đỗ trạng nguyên khi ấy mới chỉ 13 tuổi. Các em đã học về bài tập đọc này rồi nhé. Tiếp theo, thì mời các em suy nghĩ về điều khuyên của câu thứ hai. Nước lã mà vã nên hồ, tay không mà nổi cơ đồ mới ngoan. Thì mời các em quan sát lên màn hình về điều khuyên của câu tục ngữ này. Nước lã mà vã nên hồ, tay không mà nổi cơ đồ mới ngoan. Khuyên người ta đừng sợ bắt đầu bằng hai bàn tay trắng. Những người từ tay trắng mà làm lên sự nghiệp,
càng đáng kính trọng, khâm phục. Các em đã nhớ tới nhân vật nào trong sách giáo khoa tiếng Việt 4? Bây giờ thầy mời các em quan sát. Đây là hình ảnh về vua Tào Thủy Bịch Thái Bưởi. Ông đã bắt đầu bằng hai bàn tay trắng và ông đã thành đạt. Và được người thời lúc bấy giờ người ta đánh giá là một bậc anh hùng kinh tế. Tiếp theo, thầy mời các em suy nghĩ về điều khuyên thứ ba. Có vất vả mới thanh nhàn, không dưng ai dễ cầm tàng che cho. Thầy mời các em cùng suy nghĩ nhé. Và đây là điều khuyên của câu tục ngữ trên. Có vất vả mới thanh nhàn, không dưng ai dễ cầm tàng che cho. Muốn khuyên người ta phải vất vả mới có lúc thanh nhàn, có ngày thành đạt. Thầy mời các em quan sát. Đây là hình ảnh về danh họa nổi tiếng người Italia. Ông có tên là Leonardo da Vinci. Ông là một danh họa nổi tiếng, còn là một nhà kiến trúc, một nhà điêu khắc, vân vân. Để hiểu rõ về ông này, các em có thể đọc bài tập đọc vẽ trứng sách giáo khoa trang 120-121 nhé các em. Bạn nào có suy nghĩ đúng vì các điều khuyên trên, thầy có lời khen các em nhé. Chúng ta vừa tìm hiểu xong 4 bài tập trên. Vậy thì các em hãy nhắc lại cho thầy ý chí là gì? Ý chí là gì các em? Ý chí là khả năng tự xác định mục đích, khó khăn để vượt qua. Còn nghị lực là gì? Nghị lực là sức mạnh tinh thần làm cho con người kiên quyết trong hành động, không lùi bước trước mọi khó khăn. Qua bài học hôm nay, thầy cũng mong rằng các em cùng gia đình hãy có ý chí và nghị lực để vượt qua đại dịch Covid-19 này nhé. Sau bài này, các em ở nhà cần học thuộc 3 câu tục ngữ ở bài tập 4. Các em cần có ý chí, nghị lực vươn lên để học tập thật tốt nhé. Và cần chuẩn bị tốt tiết sau của từng 13. Tiết học đến đây là kết thúc. Chào các em. Chúc các em học tập thật tốt nhé.